lời tuyệt yêu ấy em có nhớ không? Năm tháng ban đầu mình còn bên nhau, chẳng sợ ngày sau ta sẽ mất nhau, khó khăn thế nào. Rồi một ngày kia ai trao em những gấm, em mau quên người vì em mà cố gắng. Cuộc đời mang cho em bao nhiêu may mắn, em quên đi tình anh. Xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Có lẽ là chúng ta phải dành một lời khen cho bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Ở phần đầu video là một đoạn thử nhạc ngắn, chúng ta đã cảm nhận được cái chất âm, độ hay của bộ dàn này. Và đặc biệt đây là một bộ dàn karaoke rất là khủng. Ngoài ra thì đây là một trong những bộ dàn mang tính đồng bộ cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại, với tất cả các thiết bị âm thanh đều đến từ một thương hiệu, đó là thương hiệu BK của Nhật Bản. Với cái cấu hình khá là khủng, bao gồm hai cặp loa, một chiếc súp hơi, cục đẩy công suất, vang số và micro không dây. Tuy nhiên, mức giá của bộ dàn sẽ khiến quý bạn phải giật mình. Và quý các bạn nếu muốn biết chi tiết về bộ dàn này cũng như là mức giá thành chuẩn của bộ dàn ngày hôm nay, hãy theo dõi tiếp video ngày hôm nay để cùng Đức Anh trải nghiệm và đánh giá chi tiết về các thiết bị trên bộ dàn. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Thiết bị đầu tiên trong bộ dàn chúng ta phải kể đến đó chính là hai cặp loa được sử dụng trong bộ dàn ngày hôm nay. Cặp loa đầu tiên đó là cặp loa full cao cấp đến từ thương hiệu BK, mẫu BSP410. Đây là dòng loa full sở hữu đường kính loa bass 25 cm, cùng họng kèn rất là to, cho tiếng bass rất là mạnh mẽ, công suất RMS đạt ngưỡng là 205W trên một chiếc ở chế độ 8 ohm. Dòng loa BK BSP410 này thì hoàn toàn có thể sử dụng trong không gian gia đình từ 15 cho đến 25 m². Kế bên cặp loa BSP410 chính là cặp loa nằm bán chạy nhất tại Bảo Châu Lex và cũng là một cặp loa hot nhất của thương hiệu BK, mẫu BK BZ-S968. Đây là dòng loa nằm với thiết kế đường kính loa bass rất là khủng, lên tới 30 cm, hai loa chung 10 cm và hai loa chép 7,7 cm, cùng lỗ thông hơi phía trước tạo ra tiếng loa rất là mềm mại và đánh rất là căng. Công suất RMS của dòng loa BK BZ-S968 này có thể đạt ngưỡng là 300W RMS ở chế độ 8 ohm và tần số đáp tuyến thì xuống khá là sâu, từ 30Hz cho tới 20kHz. Và để kéo được hai cặp loa ngày hôm nay thì trong bộ dàn này sử dụng một chiếc cục đẩy công suất 4 kênh đến từ thương hiệu BK, đó chính là sản phẩm BK VM640A. Đây là dòng cục đẩy công suất mạch class H và sử dụng nguồn xuyến với công suất 4 kênh là đạt 600W trên một kênh. Hoàn toàn có thể kéo được hai cặp loa BK S968 và BK BSP410 ngày hôm nay. Và quý bạn có thể thấy được là sự xuất hiện thêm một mẫu cục đẩy công suất trong bộ dàn ngày hôm nay. Đó là mẫu cục đẩy mới nhất của thương hiệu BK VM420A, dòng cục đẩy công suất 2 kênh và sử dụng mạch class H nguồn xuyến với mức công suất RMS đạt 400W một kênh ở chế độ 8 ohm và có cả chế độ bridge để đánh cộng hưởng ra súp. Và chức năng của chiếc cục đẩy ngày hôm nay cũng chính là để lấy công suất đánh cho một chiếc súp hơi đến từ thương hiệu BK. Đây là dòng súp hơi mà có sở hữu cái thiết kế khá là gọn ghẽ và để dùng cho những bộ dàn karaoke gia đình rất là tuyệt vời. Mẫu súp BK BZ-W66+. Dòng súp này thì sở hữu cái thiết kế rất là đặc trưng với hai loa bass 25 cm, là dòng súp kép 25, và ở phía phần giữa đó là phần đèn hiển thị các tín hiệu đầu vào của loa súp, trông rất là đẹp mắt và có phần thông hơi phía trước. Ở mẫu súp này thì giúp các bạn có thể trải nghiệm âm thanh cho bộ dàn ở một tầm cao mới, tiếng bass uy lực và trầm ấm hơn rất là nhiều. Mức công suất của dòng súp BK BZ-W66+ này có thể đạt ngưỡng 400W và max là 800W. Và một phần không thể bỏ qua trong bộ dàn này, và nó là một trong những phần quan trọng cực kỳ của bộ dàn, đó là thiết bị xử lý âm thanh cho cả bộ dàn ngày hôm nay. Vẫn là một trong những mẫu vang số cực kỳ cao cấp của thương hiệu BK, BPR 8500+. Với mẫu vang số BK BPR 8500+ này sẽ giúp cho quý bạn có thể trải nghiệm những bộ dàn karaoke trong gia đình mình tuyệt vời hơn, với các cấu hình khác nhau lên tới 8 cấu hình. Và ngoài ra, mẫu vang số này hoàn toàn có thể xử lý tiếng mic cắt díu dít hoàn toàn 100%, cũng như là có thể giúp cho quý bạn có thể hát tiếng mic bay hơn, nhẹ hơn với các cấu hình echo và reverb trộn với nhau rất là tuyệt vời. Và để có tiếng hát hay thì bộ dàn ngày hôm nay sở hữu một
bộ micro không dây cao cấp đến từ thương hiệu BK, đó chính là sản phẩm BK Bezi U550. Với sản phẩm micro không dây BK Bezi U550 sẽ giúp quý bạn có thể trải nghiệm những bản karaoke với tiếng hát ngọt ngào hơn, tiếng mic bắt hơn, dày hơn và sạch hơn rất là nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý bạn hãy cùng Đức Anh trải nghiệm âm thanh qua bộ dàn karaoke VIP đến từ thương hiệu BK ngày hôm nay. Trong đôi mắt hiền lành mình đã trao, vừa sau em mặc áo vàng, áo em áo ở em mà nở rộ một bông cúc bên nhau hạnh phúc thế mà đắng cay chỉ trong giây phút là sao. Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, ngày ta đã đánh mất tất cả trong tình yêu. Từ người thương hoa vắng người dưng dần quang cách không có. Bộ dàn này đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm âm thanh rất là ngọt ngào, tiếng mic mượt và chơi nhạc mạnh cực kỳ lực. Đó là những cảm nhận cá nhân của tôi về cái chất âm của bộ dàn ngày hôm nay. Và một con số sẽ khiến các bạn phải giật mình về giá trị của bộ dàn này. Hiện tại thì bộ dàn này đang có mức giá là 57.700.000 đồng. Thực sự là đây là một trong những cái mức giá quá là hợp lý cho bộ dàn với cấu hình khủng này. Với 57.700.000 thì các bạn đã sở hữu ngay hai cặp loa, một cặp loa full bass 25 và một cặp loa làm bass 30, súp hơi kép bass 25 cùng đẩy công suất vang số micro không dây. Với cái công suất của bộ dàn này thì các bạn có thể sở hữu cho mình một bộ dàn chơi tốt trong không gian gia đình từ 40 cho đến 50m², hoặc là có thể sở hữu ngay bộ dàn này cho một bộ dàn kinh doanh chuyên nghiệp với diện tích là khoảng tầm 25m². Nếu yêu thích bộ dàn ngày hôm nay, quý bạn có thể để lại số điện thoại cũng như là gọi điện tới số hotline 1900-0255 của Bảo Châu Lex, truy cập website baochaulex.com để được tư vấn cũng như đặt hàng và được giao hàng miễn phí trên toàn quốc. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video này của chúng tôi. Hãy ấn like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!